Xá Lợi Tử, vì nhĩ giới không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì nhĩ giới là không nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì nhĩ giới là viễn ly nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là viễn ly nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì nhĩ giới không tự tánh nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không tự tánh nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, chẳng phải cái không sở hữu của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác. Chẳng phải cái không của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác. Chẳng phải cái viễn ly của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác. Chẳng phải cái không tự tánh của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời trước có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời sau có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời giữa có sự sai khác. Xá Lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc cái không của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc cái viễn ly của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc cái không tự tánh của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc Đại Bồ Tát đời trước, hoặc Đại Bồ Tát đời sau, hoặc Đại Bồ Tát đời giữa. Tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì tỷ giới không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì tỷ giới là không nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì tỷ giới là viễn ly nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là viễn ly nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì tỷ giới không tự tánh nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không tự tánh nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, chẳng phải cái không sở hữu của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác. Chẳng phải cái không của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác. Chẳng phải cái viễn ly của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác. Chẳng phải cái không tự tánh của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời trước có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời sau có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời giữa có sự sai khác.
Xá Lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc cái không của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc cái viễn ly của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc cái không tự tánh của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc Đại Bồ Tát đời trước, hoặc Đại Bồ Tát đời sau, hoặc Đại Bồ Tát đời giữa. Tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì thiệt giới không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thiệt giới là không nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thiệt giới là viễn ly nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là viễn ly nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thiệt giới không tự tánh nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không tự tánh nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, chẳng phải cái không sở hữu của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác, chẳng phải cái không của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác, chẳng phải cái viễn ly của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác, chẳng phải cái không tự tánh của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác, chẳng phải Đại Bồ Tát đời trước có sự sai khác, chẳng phải Đại Bồ Tát đời sau có sự sai khác, chẳng phải Đại Bồ Tát đời giữa có sự sai khác. Xá Lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc cái không của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc cái viễn ly của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc cái không tự tánh của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc Đại Bồ Tát đời trước, hoặc Đại Bồ Tát đời sau, hoặc Đại Bồ Tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì thân giới không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thân giới là không nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thân giới là viễn ly nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là viễn ly nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thân giới không tự tánh nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không tự tánh nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, chẳng phải cái không sở hữu của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác,
Chẳng phải cái không của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác. Chẳng phải cái viễn ly của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác. Chẳng phải cái không tự tánh của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời trước có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời sau có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời giữa có sự sai khác. Xá Lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc cái không của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc cái viễn ly của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc cái không tự tánh của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc Đại Bồ Tát đời trước, hoặc Đại Bồ Tát đời sau, hoặc Đại Bồ Tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì ý giới không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì ý giới là không, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì ý giới là viễn ly, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là viễn ly, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì ý giới không tự tánh, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không tự tánh, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, chẳng phải cái không sở hữu của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác. Chẳng phải cái không của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác. Chẳng phải cái viễn ly của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác. Chẳng phải cái không tự tánh của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời trước có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời sau có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời giữa có sự sai khác. Xá Lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc cái không của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc cái viễn ly của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc cái không tự tánh của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc Đại Bồ Tát đời trước, hoặc Đại Bồ Tát đời sau, hoặc Đại Bồ Tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì địa giới không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thủy hòa phong không thức giới không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì địa giới là không nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thủy hòa phong không thức giới là không nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì địa giới là viễn ly nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thủy hòa phong không thức giới là viễn ly nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì địa giới không tự tánh nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thủy hòa phong không thức giới không tự tánh nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của địa thủy hỏa phong không thức giới, Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, chẳng phải cái không sở hữu
của địa thủy hỏa phong không thức giới có sự sai khác, chẳng phải cái không của địa thủy hỏa phong không thức giới có sự sai khác, chẳng phải cái viễn ly của địa thủy hỏa phong không thức giới có sự sai khác, chẳng phải cái không tự tánh của địa thủy hỏa phong không thức giới có sự sai khác, chẳng phải đại bồ tát đời trước có sự sai khác, chẳng phải đại bồ tát đời sau có sự sai khác, chẳng phải đại bồ tát đời giữa có sự sai khác. Xá lợi tử, hoặc cái không sở hữu của địa thủy hỏa phong không thức giới, hoặc cái không của địa thủy hỏa phong không thức giới, hoặc cái viễn ly của địa thủy hỏa phong không thức giới, hoặc cái không tự tánh của địa thủy hỏa phong không thức giới, hoặc đại bồ tát đời trước, hoặc đại bồ tát đời sau, hoặc đại bồ tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là đại bồ tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, vì thánh đế khổ không sở hữu nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thánh đế tập diệt đạo không sở hữu nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thánh đế khổ là không nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thánh đế tập diệt đạo là không nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thánh đế khổ là viễn ly nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thánh đế tập diệt đạo là viễn ly nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thánh đế khổ không tự tánh nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì thánh đế tập diệt đạo không tự tánh nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá lợi tử, vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của thánh đế khổ tập diệt đạo, đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, chẳng phải cái không sở hữu của thánh đế khổ tập diệt đạo có sự sai khác, chẳng phải cái không của thánh đế khổ tập diệt đạo có sự sai khác, chẳng phải cái viễn ly của thánh đế khổ tập diệt đạo có sự sai khác, chẳng phải cái không tự tánh của thánh đế khổ tập diệt đạo có sự sai khác, chẳng phải đại bồ tát đời trước có sự sai khác, chẳng phải đại bồ tát đời sau có sự sai khác, chẳng phải đại bồ tát đời giữa có sự sai khác. Xá lợi tử, hoặc cái không sở hữu của thánh đế tập diệt đạo, hoặc cái không của thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc cái viễn ly của thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc cái không tự tánh của thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc đại bồ tát đời trước, hoặc đại bồ tát đời sau, hoặc đại bồ tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là đại bồ tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, vì vô minh không sở hữu nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não không sở hữu nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì vô minh là không nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là không nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì vô minh là viễn ly nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là viễn ly nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì vô minh không tự tánh nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não không tự tánh nên đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá lợi tử, vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, đại bồ tát đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được.
Xá Lợi Tử, chẳng phải cái không sở hữu của vô minh cho đến lão tử sầu than khổ ưu não có sự sai khác, chẳng phải cái không của vô minh cho đến lão tử sầu than khổ ưu não có sự sai khác, chẳng phải cái viễn ly của vô minh cho đến lão tử sầu than khổ ưu não có sự sai khác, chẳng phải cái không tự tánh của vô minh cho đến lão tử sầu than khổ ưu não có sự sai khác, chẳng phải đại bồ tát đời trước có sự sai khác, chẳng phải đại bồ tát đời sau có sự sai khác, chẳng phải đại bồ tát đời giữa có sự sai khác. Xá Lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của vô minh cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc cái không của vô minh cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc cái viễn ly của vô minh cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc cái không tự tánh của vô minh cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc đại bồ tát đời trước, hoặc đại bồ tát đời sau, hoặc đại bồ tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là đại bồ tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bồ thí ba la mật đa không sở hữu nên đại bồ tát đời trước đời sau đời giữa chẳng thể nắm bắt được, vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không sở hữu nên đại bồ tát đời trước đời sau đời giữa chẳng thể nắm bắt được, vì bồ thí ba la mật đa là không nên đại bồ tát đời trước đời sau đời giữa chẳng thể nắm bắt được, vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là không nên đại bồ tát đời trước đời sau đời giữa chẳng thể nắm bắt được, vì bố thí ba la mật đa là viễn ly nên đại bồ tát đời trước đời sau đời giữa chẳng thể nắm bắt được, vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là viễn ly nên đại bồ tát đời trước đời sau đời giữa chẳng thể nắm bắt được, vì bố thí ba la mật đa không tự tánh nên đại bồ tát đời trước đời sau đời giữa chẳng thể nắm bắt được, vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không tự tánh nên đại bồ tát đời trước đời sau đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, đại bồ tát đời trước đời sau đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, chẳng phải cái không sở hữu của bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có sự sai khác, chẳng phải cái không của bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có sự sai khác, chẳng phải cái viễn ly của bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có sự sai khác, chẳng phải cái không tự tánh của bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có sự sai khác, chẳng phải đại bồ tát đời trước có sự sai khác, chẳng phải đại bồ tát đời sau có sự sai khác, chẳng phải đại bồ tát đời giữa có sự sai khác. Xá Lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc cái không của bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc cái viễn ly của bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc cái không tự tánh của bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc đại bồ tát đời trước, hoặc đại bồ tát đời sau, hoặc đại bồ tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là đại bồ tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bốn tịnh lự không sở hữu nên đại bồ tát đời trước đời sau đời giữa chẳng thể nắm bắt được, vì bốn vô lượng bốn định vô sắc không sở hữu nên đại bồ tát đời trước đời sau đời giữa chẳng thể nắm bắt được, vì bốn tịnh lự là không nên đại bồ tát đời trước đời sau đời giữa chẳng thể nắm bắt được, vì bốn vô lượng bốn định vô sắc là không nên đại bồ tát đời trước đời sau đời giữa chẳng thể nắm bắt được, vì bốn tịnh lự là viễn ly nên đại bồ tát đời trước đời sau đời giữa chẳng thể nắm bắt được, vì bốn vô lượng bốn định vô sắc là viễn ly nên đại bồ tát đời trước đời sau đời giữa chẳng thể nắm bắt được,
Vì bốn tịnh lự không tự tánh nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc không tự tánh nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá Lợi Tử. Vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, chẳng phải cái không sở hữu của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có sự sai khác. Chẳng phải cái không của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có sự sai khác. Chẳng phải cái viễn ly của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có sự sai khác. Chẳng phải cái không tự tánh của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời trước có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời sau có sự sai khác, chẳng phải Đại Bồ Tát đời giữa có sự sai khác. Xá Lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc cái không của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc cái viễn ly của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc cái không tự tánh của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc Đại Bồ Tát đời trước, hoặc Đại Bồ Tát đời sau, hoặc Đại Bồ Tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì tám giải thoát không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì tám giải thoát là không nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là không nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì tám giải thoát là viễn ly nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là viễn ly nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì tám giải thoát không tự tánh nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ không tự tánh nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá Lợi Tử. Vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, chẳng phải cái không sở hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ có sự sai khác. Chẳng phải cái không của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ có sự sai khác. Chẳng phải cái viễn ly của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ có sự sai khác. Chẳng phải cái không tự tánh của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời trước có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời sau có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời giữa có sự sai khác. Xá Lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, hoặc cái không của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, hoặc cái viễn ly của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, hoặc cái không tự tánh của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, hoặc Đại Bồ Tát đời trước, hoặc Đại Bồ Tát đời sau, hoặc Đại Bồ Tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì bốn niệm trụ không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn niệm trụ là không nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là không nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn niệm trụ là viễn ly nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được.
vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là viễn ly, nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn niệm trụ không tự tánh, nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không tự tánh, nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, chẳng phải cái không sở hữu của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có sự sai khác, chẳng phải cái không của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có sự sai khác, chẳng phải cái viễn ly của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có sự sai khác, chẳng phải cái không tự tánh của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có sự sai khác, chẳng phải đại Bồ Tát đời trước có sự sai khác, chẳng phải đại Bồ Tát đời sau có sự sai khác, chẳng phải đại Bồ Tát đời giữa có sự sai khác. Xá Lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc cái không của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc cái viễn ly của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc cái không tự tánh của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc đại Bồ Tát đời trước, hoặc đại Bồ Tát đời sau, hoặc đại Bồ Tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là đại Bồ Tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ Tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ Tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì pháp môn giải thoát không, không sở hữu nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không sở hữu nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp môn giải thoát không là không nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp môn giải thoát không là viễn ly nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là viễn ly nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp môn giải thoát không, không tự tánh nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không tự tánh nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, chẳng phải cái không sở hữu của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện có sự sai khác, chẳng phải cái không của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện có sự sai khác, chẳng phải cái viễn ly của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện có sự sai khác, chẳng phải cái không tự tánh của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện có sự sai khác, chẳng phải đại Bồ Tát đời trước có sự sai khác, chẳng phải đại Bồ Tát đời sau có sự sai khác, chẳng phải đại Bồ Tát đời giữa có sự sai khác. Xá Lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc cái không của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc cái viễn ly của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc cái không tự tánh của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc đại Bồ Tát đời trước, hoặc đại Bồ Tát đời sau, hoặc đại Bồ Tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là đại Bồ Tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ Tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ Tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì năm loại mắt không sở hữu nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sáu phép thần thông không sở hữu nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì năm loại mắt là không nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được.
vì sáu phép thần thông là không, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì năm loại mắt là viễn ly, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sáu phép thần thông là viễn ly, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì năm loại mắt không tự tánh, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sáu phép thần thông không tự tánh, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của năm loại mắt, sáu phép thần thông, Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, chẳng phải cái không sở hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông có sự sai khác. Chẳng phải cái không của năm loại mắt, sáu phép thần thông có sự sai khác. Chẳng phải cái viễn ly của năm loại mắt, sáu phép thần thông có sự sai khác. Chẳng phải cái không tự tánh của năm loại mắt, sáu phép thần thông có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời trước có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời sau có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời giữa có sự sai khác. Xá Lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của năm loại mắt sáu phép thần thông, hoặc cái không của năm loại mắt sáu phép thần thông, hoặc cái viễn ly của năm loại mắt sáu phép thần thông, hoặc cái không tự tánh của năm loại mắt sáu phép thần thông, hoặc Đại Bồ Tát đời trước, hoặc Đại Bồ Tát đời sau, hoặc Đại Bồ Tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vì mười lực của Phật không sở hữu nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sở hữu, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì mười lực của Phật là không nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì mười lực của Phật là viễn ly, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là viễn ly, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì mười lực của Phật không tự tánh, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không tự tánh, nên Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, Đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, chẳng phải cái không sở hữu của mười lực Phật cho đến trí nhất thiết tướng có sự sai khác. Chẳng phải cái không của mười lực Phật cho đến trí nhất thiết tướng có sự sai khác. Chẳng phải cái viễn ly của mười lực Phật cho đến trí nhất thiết tướng có sự sai khác. Chẳng phải cái không tự tánh của mười lực Phật cho đến trí nhất thiết tướng có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời trước có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời sau có sự sai khác. Chẳng phải Đại Bồ Tát đời giữa có sự sai khác. Xá Lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của mười lực Phật cho đến trí nhất thiết tướng, hoặc cái không của mười lực Phật cho đến trí nhất thiết tướng, hoặc cái viễn ly của mười lực Phật cho đến trí nhất thiết tướng, hoặc cái không tự tánh của mười lực Phật cho đến trí nhất thiết tướng, hoặc Đại Bồ Tát đời trước, hoặc Đại Bồ Tát đời sau, hoặc Đại Bồ Tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, Đại Bồ Tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được.
Xá Lợi Tử, vì pháp không quên mất, không sở hữu, nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh luôn luôn xả, không sở hữu, nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp không quên mất là không, nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh luôn luôn xả là không, nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp không quên mất là viễn ly, nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh luôn luôn xả là viễn ly, nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp không quên mất, không tử tánh, nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh luôn luôn xả, không tử tánh, nên đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì trong cái không sở hữu, không viễn ly, không tự tánh của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, đại Bồ Tát đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, chẳng phải cái không sở hữu của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả có sự sai khác. Chẳng phải cái không của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả có sự sai khác. Chẳng phải cái viễn ly của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả có sự sai khác. Chẳng phải cái không tự tánh của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả có sự sai khác. Chẳng phải đại Bồ Tát đời trước có sự sai khác. Chẳng phải đại Bồ Tát đời sau có sự sai khác. Chẳng phải đại Bồ Tát đời giữa có sự sai khác. Xá Lợi Tử, hoặc cái không sở hữu của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc cái không của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc cái viễn ly của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc cái không tự tánh của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc đại Bồ Tát đời trước, hoặc đại Bồ Tát đời sau, hoặc đại Bồ Tát đời giữa, tất cả pháp như vậy đều không hai, không có hai phần. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là đại Bồ Tát đời trước chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ Tát đời sau chẳng thể nắm bắt được, đại Bồ Tát đời giữa chẳng thể nắm bắt được. Hết quyển thứ 62.